Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2020, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ điều trị cho 4 người nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Trên địa bàn thành phố Sa Đéc, hiện có 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng đang làm nhiệm vụ đặc biệt tại khu cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để điều trị cho 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Từ lúc tiếp nhận các ca bệnh đến nay, đội ngũ y bác sĩ này phải sang người thân, gia đình ở lại khu cách ly để làm nhiệm vụ cứu người. Khi nhận sự đóng góp cao cả đó của các y bác sĩ tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã gửi lời thăm hỏi tình hình sức khỏe của các y bác sĩ và động viên người thân của các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ yên tâm và vững tin, làm chỗ dựa tinh thần để các y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ lương y như từ mẫu. Dịp này, đoàn đã gửi tặng mỗi gia đình số tiền 3 triệu đồng. Được biết, Bệnh viện Sa Đéc đang tiếp nhận điều trị cho 4 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Trước đó, vào ngày 22 tháng 3, theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, 4 trường hợp tại khu cách ly tập trung trường quân sự tỉnh Đồng Tháp dương tính với SARS-CoV-2. Đây cũng là 4 ca dương tính đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp, nằm trong số 164 Việt Kiều và du học sinh đang học tập và làm việc tại Vương quốc Anh về nước trên chuyến bay VN0050 từ Anh về sân bay Cần Thơ.